Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay shop Thanh Tấn lại giới thiệu lại đến anh em cái mẫu giò bẫy bìm bịp cho mùa giò cho mùa bẫy 2019 này. Trước khi đi vào video clip thì anh em vui lòng xem kỹ hai số điện thoại trước khi mua hàng. Đó. Điện thoại đến hai số này. Thời gian làm việc thì nó như thế này. Rồi. Chúng tôi sẽ gián tắt để tiết kiệm thời gian cho các anh em. Thì giò bẫy bìm bịp là chúng tôi đã cung cấp ra thị trường rất là nhiều năm rồi. Đó. Chứ không phải năm nay, từ năm 2016 đến nay. Thì cũng có rất là nhiều cái video về giò bẫy bìm bịp của tôi tung ra ở trên YouTube. Thì các anh em nào có nhu cầu mà xem tham khảo để tìm cách hướng dẫn, để tìm cách sử dụng giò bẫy bìm bịp này thì cứ xem trên YouTube. Đó, chúng tôi đã có đăng trên đó rồi. Đó, cách đơn giản là chỉ cần nháy với các ké thôi anh em, và một chiếc lo điều khiển từ xa, hoặc là một con bìm bịp mồi sử dụng cho những con bìm bịp bẫy như thế này. Thì một bộ như thế này là gồm 10 chân, cáp dây tất cả đều màu cỏ khô hết. Chân này là loại chân tháp thép nha các anh em. Năm nay là giới thiệu là giò loại bình dân chân thép. Đó, giá một bộ như thế này hiện tại chúng tôi đang bán là giá là 130.000 10 chân. Nếu thị trường có lên xuống gì thì chúng tôi sẽ báo giá trực tiếp luôn cho anh em tại thời điểm anh em mua. Đó, tại thời điểm anh em mua, nếu giá thị trường nguyên vật liệu gì có tăng giảm thì chúng tôi sẽ báo giá cho các anh em tại thời điểm anh em mua luôn cho nó hợp lý. Thuận mua thì vừa bán. Đó, chúng tôi chỉ nói thế thôi. Chân này là chân thép nha. Khoang này là khoang đồng hết nha các anh em. Hàng rất là tỉ mỉ rồi nha. Đó, cáp này anh em thấy xe cũng rất là đều tay, cáp C4 rất là mịn, dẻo nha. Đó. Mịn dẻo đó ha, trả lại như ban đầu đấy. Còn dù dù mắc vào chân này là dù siêu bền nè, dây liên kết là dù nhật nhuộm màu cỏ khô nè. Đó, anh em thấy một con giò rất là đẹp. Loại bìm bịp này thì nó có thể chúng ta sẽ tận dụng đánh được cả bìm bịp này chúng ta sẽ tận dụng đánh được cả là quất. Nhưng mà đa phần thì giò bìm bịp này chỉ đánh được quất ở trên cạn, đánh quất ở trên khô thôi. Chứ đánh quất ở vùng nước, vùng cỏ nhiều thì nó có loại chuyên dụng cho quất là chân dài hơn. Còn giò bìm bịp thì chân nó ngắn hơn, chỉ đánh được trên đất khô, đất cứng thôi. Thứ hai nữa là đánh đa bẫy đa trên gò nha. Đó, anh em mua hàng thì cứ liên hệ hai số điện thoại ở trên. Còn cuối video á, tôi sẽ để lại cho các anh em cái đường like để anh em xem cái cách mà bẫy bìm bịp bằng giò. Đó, anh em mua thăm, anh em tham khảo, nếu mà thấy thích thì mình điện tới mình mua. Đó, một người tầm vài bộ, 2-3 bộ, 3-4 bộ là đánh ok lắm rồi. Loại này thì chuyên trị những con bìm bịp bể. Đó, khi mà chúng ta dùng mồi hoặc dùng mẹt, dùng đồ mà không thể bắt được thì chỉ còn cái phương án cuối cùng là giò. Bởi vì giò thì cắm xuống đất nó khó phát hiện hơn những loại bẫy kia. Đó, mà nó cắm được trên cái diện tích rộng. Ví dụ các anh em có thể phủ giò được trên một cái diện tích 5-6 mét vuông. Nó như thế thì cũng đủ là hạ bổi rồi. Ha. Đấy. Ngoài ra chúng tôi còn hiện tại đang cung cấp nhiều cái mặt hàng mỹ nghệ, phong thủy, sang chảnh. Đó. Như cái này là nhẫn ngà nè các anh em, nhẫn ngà voi nè. Đó, quăng caro chạy khắp khắp mình. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo ha.
cái này hè này mới gia công cho khách xong thì sẽ giao trong ngày hôm nay. Rồi, xin chào tất cả các anh em mua hàng thì mình alo. Đó. Số điện thoại có cả Zalo lẫn Facebook nha. Anh em mua hàng thì cứ yên tâm, ở đây chúng tôi bán cái món hàng nào cũng được coi hàng trước khi trả tiền. Cho dù mua cái món hàng nhỏ li ti, chúng tôi cũng cho coi hàng trước khi trả tiền. Thậm chí những khách họ mua cái khoen đồng còn được coi hàng. Rồi, xin chào tất cả các anh em.